Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với danh mục định giá xe cũ miễn phí của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi định giá một chiếc xe rất là quen thuộc đâu, đó chính là chiếc Innova. Thì trước mặt các bạn đây chính là Innova số tự động bản G 2.0G nhé các bạn, đời 2019. Xe này đi được 92.000 km rồi, mang biển số thành phố. Thì đối với những mẫu Innova này các bạn, thị trường hiện nay là do ảnh hưởng của phần là xe mới cũng đang thiếu nguồn cung. Cho nên là cái lượng cái xe cũ á, thì chúng ta có phần hiện nay á, thì trong thị trường hiện nay thì cái giá của xe cũ nó có phần nó sẽ nhỉnh hơn và nó sẽ tăng giá hơn so với cái thời kỳ mà trước Tết nha các bạn. Đó. Thì những mẫu Innova này các bạn chúng ta cũng biết rồi, thì đa phần được sử dụng để mà chạy gia đình kết hợp với việc chạy kinh doanh vận tải đều rất ok, bởi những tính năng mà chiếc Innova mang lại, độ bền nè, rồi tiết kiệm nhiên liệu nè, và cái sự tiện nghi trên xe nó rộng rãi, nó không có cái chi phí bảo dưỡng hàng tháng nó cũng thấp nữa, không cần phải tốn nhiều những chi phí hàng tháng nha các bạn. Đó, cho nên là cái lượng xe Innova thì về cái phần thị hiếu của khách hàng á, thì chúng ta cái Innova rất dễ bán luôn, rất là dễ bán, tại vì nó là một mẫu xe khá thông dụng nha các bạn. Tuy nhiên có một điều hiện nay á, là do tình hình giá xăng cũng lên cao, chạm ngưỡng 30.000 đồng một lít xăng rồi, cho nên cái việc mà chúng ta mua những cái mẫu xe Innova này để mà chúng ta chạy kinh doanh vận tải đều thì nó cũng hơi khó, tại do nếu mà tính ra chi phí thì nó không có lợi nhuận nha các bạn. Cho nên đa phần những mẫu Innova bây giờ á, thì được bán cho người dùng thôi, ít khi nào mà chúng ta những cái gia đình chúng ta mua về để chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ lắm, thì vì giá xăng lên cao quá. Còn máy dầu thì bây giờ đang rất là hiếm nha các bạn, đa phần người ta chọn chuộng máy dầu do dầu thì nó tiết kiệm hơn nhiều so với xăng nha các bạn. Đó. Còn về chiếc Innova số tự động 2.0G 2019 này á, thì trên thị trường hiện nay thì giá tầm khoảng trên 600 triệu nha các bạn, trên 600 triệu tùy vào các xe của bạn. Và nếu như cái xe của bạn chúng ta chạy trên 100.000 thì cực kỳ là khó bán luôn. Tại vì những cái mẫu Innova số tự động bản G này á, thì chúng ta thường mua về, những khách hàng chúng ta thường mua về để mà chúng ta đi gia đình, mà chạy trên 100.000 thì khó kiếm khách để mà mua dùng nha các bạn. Tại vì chạy trên 100.000 thì nó hơi tế nhị một xíu là đã đi nhiều rồi, mà đa phần gia đình thì muốn lựa chọn những mẫu xe mà đi ít thôi, đi nhiều thì chúng ta hơi sợ thôi, đó là một điều tế nhị. Nếu như các bạn ta xe của bạn ta chạy dưới 100.000 thì nó sẽ dễ bán hơn và nó dễ tìm khách hàng hơn nha các bạn. Còn về xe này thì còn về những mẫu xe Innova này á, thì các bạn chúng ta đang có những cái xe Innova cần bán á, thì chúng ta có thể bán cho người nhà, bán cho bạn bè gì đó, hoặc là bán cho người dùng khách vãng lai, hoặc là bán cho salon đại lý hoặc là hãng, thì tùy vào các bạn thôi. Thì chúng ta nên tìm hiểu về cái giá trước, rồi sau đó thì chúng ta lựa chọn cái nơi để mà chúng ta bán sao cho được một cái giá hợp lý nhất nha các bạn. Đó. Thì về mức giá của cái xe này thì được định giá khoảng trên 600 triệu thôi, trên 600 triệu. Thì chúng ta có được một cái giá chúng ta tham khảo rồi. Thì chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái nơi nào mà mua giá cao nhất, và phải đảm bảo thêm một yếu tố nữa nha các bạn, đó là thứ nhất giá cao nè, cái thứ hai á, là phải giao dịch an toàn. Tại vì chúng ta giao dịch một chiếc xe á, thì nó trên 600 triệu thì nó là một số tiền cũng không nhỏ nha các bạn, không nhỏ. Thì quan trọng một điều á, là giao dịch phải an toàn, vấn đề pháp lý nữa, thì chúng ta phải cân nhắc lựa chọn hai vấn đề đó. Thì nếu như các bạn ta đang sở hữu mẫu xe tương tự như thế này thì nhất các bạn ta có tham khảo rồi đó, còn mức giá tham khảo rồi đó là trên 600 triệu. Hoặc là nếu như các bạn ta đang có những cái xe cũ cần bán á, muốn được định giá xe cũ miễn phí thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình đây, mình sẽ kết bạn Zalo với mình xin một ít cái hình ảnh xe nè, rồi số km nè và đăng kiểm nè, thì mình sẽ định giá xe cũ miễn phí cho các bạn. Thì sau khi có được một mức giá để tham khảo rồi thì các bạn chúng ta cứ việc tìm cái nơi nào mà mua giá cao nhất và giao dịch an toàn, thì như vậy thì nó sẽ góp phần tránh thiệt thòi của các bạn hơn trong vấn đề mua bán xe cũ. Tại vì cơ bản vấn đề một điều các bạn là bán xe cũ chắc chắn phải lỗ rồi, quan trọng một điều là chúng ta bán được mức giá cao thì nó sẽ đỡ lỗ hơn nha các bạn, đó là vấn đề chúng ta cần cân nhắc. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip định giá xe cũ Innova số rộng 2.0G 2019 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip định giá xe lần sau nha. Xin chào.